Hướng dẫn, kê đơn điều trị, tóc hỏi chữ M. Chất tóc là gì? Hỗn hợp thiên dầu nhưng mà lại khô hai mặt đằng trước. Hỗn hợp thiên dầu đặc biệt hai vùng áp dụng là bị khô nhiều. Mở ngoặc, nguyên nhân khô là do sử dụng nhiều hóa chất. Tắc túi dầu bên trong. Em mà càng để nó khô thì nó càng rụng thôi. 70% của da là nước, 70% của tóc là nước, đúng không? Vậy tương ứng tóc càng khô nó càng rụng, nó càng hói. Dùng ít dầu gội xịt khô thôi. Rồi, phần thứ hai là nang tóc còn. Hói vùng chữ M do di truyền, mở ngoặc giống bố. Nếu mình làm cái gì mình cũng có tiền sử khách hàng. Tóc có hiện tượng bị bết gầu. Bết gầu. Vùng hói có nhiễm trì do khách hàng đã từng sử dụng phun màu. Có hình ảnh tắc túi dầu do dùng dầu gội khô. Vậy quy trình thẩm mỹ là kích nang tóc để điều trị bệnh lý hói chữ M. Quy trình này sẽ có hai phần tại spa. Tại spa nhé, hai phần, một phần tại spa, một phần tại nhà. Bây giờ mình phải kê cho khách hàng như này. Chữ M cạo đi cho triệt lông. Thì lúc đấy cạo định hình. Cạo chỉ cạo có một tí cái phần đấy các em này. Hai bên phần hói. Hai bên phần hói là cho gì ạ? Sử dụng mặt nạ sủi bọt để thải độc. Gội dầu gội kích mọc tóc. Để làm sạch sâu. Bước 1 là dùng mặt nạ sủi bọt, bước 2 là gội xả dầu gội kích mọc tóc để làm sạch sâu. Rồi sấy khô. Bước 3. Sử dụng máy Depen và kim nano đi tinh chất kích mọc tóc, bao gốc xuống trước vì bạn này đang rối loạn tuyến dầu. Y tế bao gốc trước. Trong vòng khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó thì xịt tinh chất kích mọc tóc, chú ý hướng dẫn khách hàng không để ẩm tóc. Hạn chế sử dụng hóa chất và dầu gội xịt khô. Tại nhà có những sản phẩm như sau: mặt nạ thải độc da đầu, dầu gội xả kích mọc tóc, tế bào gốc và tinh chất. Dầu gội xả kích mọc tóc, tế bào gốc và tinh chất mọc. Bạn này không cần đi toàn đầu, đi có mỗi hai cái mép này thôi. Làm nhanh lắm lại kiếm tiền nhanh. Mua gói bố tặng gói con. Oh my god. Wow. Mày đi khai tiền bố đi. Quy trình là gội sạch đúng không? 3 đến 4 ngày sẽ gội sạch. Đây là những khách hàng ở xa mà người ta không đến được liên tục ấy. 3 đến 4 ngày thì gội sạch. Thải độc cộng gội sạch. Sau đó thì bôi tế bào gốc và xịt thuốc ngày 2 lần sáng tối. Sau mỗi lần làm thì chú ý hướng dẫn khách hàng massage kỹ để máu nó tuần hoàn xuống nang tóc.